Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền thụ động Nguyên MMP. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ làm một cái video nói về cái nội dung của cái đồng HandyPick này các bạn nhé. Cái đồng HandyPick này trước đây mình cũng có làm rất là tích cực và cũng đã rút tiền một lần rồi. Thì hôm nay mình sẽ điểm lại một số thông tin cơ bản để các bạn nắm được. Nếu bạn còn quan tâm thì có thể làm cái kèo đồng HandyPick này. Để tìm các thông tin về kèo HandyPick này thì các bạn lên kênh Nguyên MMP, bạn gọi Handy các bạn nhé. Thì trước đây mình có một cái video đấy là hướng dẫn các bạn rút 874 đồng HandyPick về Hotbit đấy, và các cái chương trình cũng như các cái hoạt động để mình kiếm cái đồng HandyPick này. Tuy nhiên là cái đồng HandyPick này thì gần đây nó có nhiều cái thay đổi. Và mình muốn cập nhật một chút, nếu anh em là còn quan tâm thì làm. Tất nhiên là không có kèo nào là ngon thật là ngon, mà cũng không có kèo nào dở thật là dở. Và mình cũng thấy cái kèo này thì nếu như các anh em nào biết cách làm thì vẫn lâu dài được các bạn nhé. Ở đây các bạn ạ, mình cũng rút được cũng khá là 1619 cái Handy về cái sàn Hotbit các bạn nhé. Sàn Hotbit cũng khá là uy tín đấy, thì mình rút được từng này đấy. Thì đồng Handy dạo này thì giá cũng chưa lên lắm, nhưng mà chúng ta cứ rút được free thì chúng ta hô lại đây các bạn nhé. Hiện tại giá của Handy khoảng 0,02 đấy, thì cũng gọi là thấp đấy, các bạn có thể mua cũng được đấy. Thời điểm mà nó cao ấy, thì nó lên 0,15 0,16 này. Nếu như bây giờ mà mua thì so với thời điểm cao là chúng ta có thể x được 7-8 lần các bạn nhé. Đấy thì nói điểm qua một tình hình một chút như thế để các bạn biết đấy. Thì cái đồng Handy là một đồng của Hàn Quốc, và cái trang HandyPick chúng ta đang đào đấy là một cái trang chính thống của đồng Handy, cho nên là các bạn rất là yên tâm đấy. Thì mình sẽ điểm vào cái nội dung chính của đồng Handy và trong cái app của nó nhé. Thì đây là cái app HandyPick các bạn này. Đây là một đồng Hàn Quốc cho nên là toàn là tiếng Hàn Quốc thôi. Đấy thì các bạn có thể vào trong app. Thì trước đây ấy, thì khi mà chúng ta đăng ký thì chúng ta sẽ được thưởng ngay. Khi mà có một người đăng ký là được thưởng ngay là 100 HandyPick. Đấy 100 HandyPick, và lúc đấy min rút có thời điểm là 2000 HandyPick, sau đấy họ giảm xuống là 1000 các bạn nhá. Đấy, tuy nhiên là thời điểm này thì nó không còn sử dụng cái đồng gọi là đồng Handy nữa, mà nó sử dụng dạng point các bạn nhé. Đấy, dạng point tức là kiếm điểm đây, nó sẽ kiếm ra điểm đấy, kiếm ra điểm sau đấy là nó sẽ quy đổi ra Handy. Đấy thì khi mà được kiếm được ra điểm rồi, các bạn bấm vào cái hai mũi tên này này đấy, thì nó sẽ quy đổi ra cái đồng Handy. Và cái đồng Handy này á, cứ 1000 point là nó không hôm nào giống hôm nào đâu các bạn nhé. Hãy nhớ rằng là nó không hôm nào giống hôm nào. Thế cho nên là chúng ta sẽ về mình quan sát thấy thì có hôm là nó quy đổi là 1000 point này, tương đương với lại 35 đồng HandyPick. Có hôm thì nó là 30, có hôm thì 33,9. Đấy, nó không ổn định. Chính xác hơn là nó quy đổi theo một cái công thức gì đấy thì mình không rõ. Nhưng tóm lại là các bạn cứ quy đổi 1000 point ra đồng HandyPick, và nó chia đây này, cứ một phút là nó sẽ báo lại một lần đấy. Và có thể mua ở trên Coin One các bạn nhá. Coin One nó cũng list trên Coin One rồi này. Đấy thì min rút của nó là 50.000 các bạn nhá. Đấy nó cũng khó hơn ngày xưa, nói thẳng hơn là khó hơn ngày xưa. Tuy nhiên là chúng ta đều có cách cả. Đấy, ví dụ như là mình chọn max này thì mình mới được 19.000, có nghĩa là cũng nó non một nửa rồi. Đấy thì cái này thì mình sẽ có cách làm để hướng dẫn các bạn. Đấy, cách làm đây. Mình sẽ bấm vào cái chỗ dòng thời gian này này. Đấy, các bạn nhìn thấy cứ hôm nào mình cũng có thưởng này. 25 vẫn có thưởng. Đấy, mọi hôm các hôm thưởng rất là nhiều. Đấy, thưởng này không phải là thưởng tuyển rep đâu nhá các bạn nhá. Tuyển một rep đây này thì nó sẽ cho thưởng là 100 point các bạn nhá. 100 point. Đấy, tuy nhiên là mình thấy kiếm point ở các phần thưởng hàng ngày nó cũng được khá, có lúc 110, có lúc 20, 14 đó. Thế thì cách làm như nào? Mình sẽ đi thẳng vào vấn đề nhé. Hầu hết là những bạn mà quan tâm đến kèo này là làm cũ rồi. Đấy, còn làm mới thì thực ra nói là các bạn vẫn có thể làm được bình thường. Đấy, vẫn cứ làm bình thường. Tuy nhiên là kèo này là đi dài một chút thì chúng ta rút và chúng ta hô lại, bởi vì kèo free mà. Nên chúng ta rút đây này, rút như về như mình rút về sàn Hotbit, mình cứ để đấy hô lại. Để sau này mình cũng rất là tin vào những cái kèo của nước ngoài. Hàn Quốc nó có đồng Handy này, đồng KIN này, đồng SPA này. Hiện tại ấy là những cái đồng này nó chưa lên giá. Đấy, tuy nhiên là đến một ngày nó bùng nổ, nó sẽ lên giá các bạn nhé. Rồi cách làm như nào? Cách làm của mình như này này, nó sẽ được tỷ lệ rất là cao các bạn nhé. Đây bạn vào cái chỗ hình ngôi nhà này này. Đấy, thì ở dưới này có những cái play game này. Đấy, những cái play game đấy thì mình sẽ hay chơi, nhất là cái play lần đầu này, này. Đấy, play lần đầu này thì cách chơi như này các bạn nhá. Mình sẽ match cho bạn cách chơi để mà tỷ lệ trúng là cao nhất. Đấy, thế thì mình sẽ đặt chuông các bạn nhá. Mình sẽ tiến hành đặt chuông. Đấy, trong đồng hồ của mình sẽ đặt chuông này. Đấy, các bạn nên đặt chuông giống mình. Đấy, bạn tìm đây. Mình sẽ đặt chuông vào đúng 20 giờ 51 hoặc 55 gì đấy. Nhưng mà mình căn thì mình thấy rằng là đặt 20 giờ 51 là ok. Đấy, thì bạn đặt chuông tất cả ngày trong tuần. Đấy, tốt nhất là đặt chuông tất cả ngày trong tuần. Có lúc mình nghỉ chủ nhật để cho xả hơi tí. Nhưng mà tốt nhất là các bạn đặt chuông tất cả ngày trong tuần vào một khung giờ là 20 giờ, khoảng 20 giờ 50 đến 20 giờ 55. Đấy, vì sao thế? Bởi vì như này này. Đấy, các bạn quan sát, nếu bạn nào chơi lâu rồi các bạn quan sát thì sẽ biết này. Đấy, khoảng 5 tiếng nữa, tức là bây giờ là 16 giờ đúng không, 5 tiếng nữa là nó rơi vào tầm 9 giờ, tức là 21 giờ là nó sẽ tiến hành mở thưởng các bạn nhé. Nó sẽ tiến hành mở thưởng, thì trước mở thưởng khoảng 10 phút thì các bạn làm nhiệm vụ. Đấy, làm nhiệm vụ thì bạn vào đây play này, đến cái giờ đấy bạn làm nhiệm vụ nhé. Đó, bạn sẽ vào trong này nhé. Tầm giờ đấy thì các bạn hãy vào. Đấy, còn giờ này mà các bạn vào thì giờ này là 4 giờ chiều các bạn vào quay video, lúc mình quay video thì sẽ kết quả nó sẽ không cao đâu các bạn nhé. Kinh nghiệm của mình là cứ đến khoảng 20 giờ 50 đến 20 giờ 55 bạn đặt chuông, nó sẽ báo. Ví dụ như là giờ đấy nó báo là 9,39% thì bạn chọn short nhé. Đấy, cứ đỏ như này thì chọn short, tức là chọn âm. Còn nếu như mà nó xanh thì bạn chọn dương, chọn submit. Đấy, thì mình thấy là đến giờ đấy hạng làm thì tỷ lệ trúng rất là cao các bạn nhé. Đấy, tỷ lệ trúng cực kỳ cao luôn. Đấy, thì mình kinh nghiệm của mình làm sau đấy là bây giờ mình chia sẻ lại các bạn, để các bạn, những cái bạn mà theo lâu ấy thì các bạn có thể làm. Kèo này thì phải đủ min rút 50.000 các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn thấy rồi, 50.000 point thì mới rút được. Và cái point này thì bạn cứ canh đây này. Lúc này là 33,9 nhưng bây giờ nó lên 34 rồi các bạn này. Đấy, bạn canh hôm nào mà thấy cái tỷ lệ trao đổi này nó là lớn ấy thì hãng đổi. Đấy, cứ gom point là đây đủ tỷ lệ hãng lớn, chọn mắc cái. Thế là chọn next. Đấy, chọn mắc đủ cái là chọn next, xong là nhập địa chỉ ví. Bạn sẵn sàng một cái địa chỉ ví Hotbit các bạn nhé. Đấy, mình sẽ để thông tin đăng ký ở dưới này. Mình cũng có video rút về Hotbit rồi, các bạn nên rút về sàn các bạn ạ. Đừng có rút về chỗ lung tung, bởi vì rút về sàn á là bạn bán được. Đấy, lên đây bây giờ sẵn sàng là bán, nếu như mà thích là một nhát là bán đấy. Đấy, một nhát là bán mắc kịch đường tàu đấy. Bán này là được mấy chục đô. Đấy, 30 mấy đô. Đấy. Bạn thấy không? Đấy, thế cho nên là bạn nên rút về sàn để mà bán. Đấy, và mình thông tin hôm nay mình chỉ thông tin tới các bạn về cái dự án này. Thế tất nhiên là có bạn nói là ngon ăn, có bạn nói là đây có những cái kèo game nữa các bạn này, thì các bạn vào nghiên cứu thêm nhé. Bây giờ nó quy thành các cái game chơi như này. Đấy, thì các bạn nghiên cứu thêm, thì mình chủ yếu là mình chơi mấy cái game này và được tiền thôi. Đấy, thì các bạn nghiên cứu và các bạn chiến đấu. Cái kèo này nó là cái app trực tiếp của HandyPick, cho nên là nó rất là uy tín. Tuy nhiên là so với ngày xưa thì bây giờ khó kiếm hơn. Đấy, nhưng mà vẫn kiếm được free, và chúng ta cứ kiếm free rồi hô lại. Đấy, hô lại đấy thì sau này HandyPick có thời điểm nó lên đến chỗ này là kiếm được mấy trăm đô các bạn này. Như bây giờ là của mình là khoảng gần 40 đô, nếu như mà x7 8 lần lên 4832 cũng được khoảng hơn 300 đô, gần 400 đô mà kiếm free mỗi ngày. Đến cái giờ đấy thì bấm khoảng 1-2 phút, 5 phút gì đấy. Đấy, bấm vui giống như kiểu mình lướt Facebook mà lại được tiền. Rồi, video hôm nay mình xin tạm dừng ở đây. Nếu như bạn thấy video hay, có nội dung gì liên quan thì bạn có thể bình luận dưới video cho mình một nút like để động viên mình có niềm vui làm những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.